sẵn chưa? Sẵn ngập chưa? Ngập vô nè. Hello, hai bà con Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú. Thì buổi chiều ngày hôm nay hai bà con mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe nha. Clip ngày hôm nay chiều nay mình có đi mua cái đồ quý bạn. Đây. Lúc nãy hai bà con mình chạy xe đi vô trong Vĩnh An á, mua cái đùi. Cái này là nguyên cái đùi sau nè. À, mới mặn luôn á. Thì bây giờ mình sẽ luộc sả với đu đủ để mình ăn mừng các bạn. Nay mình có cái chuyện vui, thì để chút nữa mình luộc xong chín rồi lên bàn ăn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái niềm vui của mình nha. Bây giờ mình bắt nước lên mình luộc. Đây nãy mình có nhổ mấy tép sả nè, giờ mình sả đập dập mình cắt khúc. Cắt khúc ra cho nó ra mùi sả thơm các bạn. Lúc nãy mình tính mua trái dừa mà mình quên. Đi về đường về tới nhà thì mới nhớ. Đây mình bỏ vô. Đây các bạn. Bỏ sả vô rồi bắt đầu mình chế nước vô nha. Rồi mình ra mình hái đu đủ bỏ vô. Giờ mình ra đây mình hái mớ rau các bạn. Bây giờ lá lên. À quay vô các bạn. Ngắt lá lên lan hồi mình vô mình ăn kèm với thịt luộc. Thì ở đây nữa nè. Hái ít tới sung. Hái một ít lá non này nữa nè. Cầm lên. Cây nhà lá dường. Rồi đi, đi tới đây. Thì nãy mình hái được như đây nè các bạn. Đây gồm có đu đủ nè. Này là lá cách, lá sung, lá đinh lăng. Giờ mình lặt mình rửa nha. Thịt cầy của mình cũng chín rồi các bạn. Đây là mình xăm cái da nó lủng rồi nè. Đó. Nó lủng nó hết ấy nè. Ngon chưa? Còn cái máu bạn. Để mình tải về cái nữa. Bỏ đồ đủ vô. Bỏ đồ đủ vô. Cho ngọt. Mình mua cái đồ vitamin gâu gâu này tới gần 3 kg nè. Bỏ một chảo luôn.
luộc nó hơi lâu một chút, luộc nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Này mình tở bề nó nhé, này lần cái tở cái bề kia này, này bên đây mềm mình xăm lủng nè. Thịt mình luộc cũng chín rồi nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị mâm rau nè, bây giờ mình gấp ra ha, giờ mình gấp thịt ra xôi bột bột luôn. Ôi, cạn nước luôn. Chắc mỏng nước lắm mà. Quá thơm. Ừ, thơm mùi xả với mùi đu đủ rồi. Đu đủ rồi. Quá đã. Ôi. Ô, bốc khói luôn. Gì ngút, gì ngút. Ừ, quá đã. Rồi, lại đây. À, thịt mình luộc cũng đã chín rồi các bạn. Giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với cha con mình nha. Trước khi ăn thì mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của mình. Hiện nay mình mua cái đồ kè này nè. Ăn mừng kênh mình được 10.000 người đăng ký nha các bạn. Mời cô chú anh chị và bạn cùng ăn đùi vitamin Go Go với hai ba con mình nha. Vitamin Go Go mềm lắm. Ôi, đã chưa? Mẹ cầm nguyên cục về ăn luôn nè. Ôi đã. Ba chỉ nữa các bạn. Mời cô chú. Mềm mềm. Không bị dai, không bị dai. Ôi đã chưa? Lon bia cũng được. Chảy miếng hết rồi. Rồi ngon phải có bia nha các bạn. Làm lon bia. Cắt cái cục này ra. Lon bia. Chờ xíu đi, nè ăn thử không? Ăn thử không? Ăn thử thịt không? Thịt gì á? Ở đây mình ăn đang có làm nước chấm chao nè các bạn. Chấm chao xả. Này mời các bạn nha. Ngấm ngập vô giờ này mới ngon. Da mềm mềm. Quá ngon. Rau lá sung đã quá các bạn, coi cắm mỡ luôn. Cuối cùng mở là vô cho nhập mồm. Đã. Miếng da. Ba lấy
con cái nữa. Quá đã. Giờ nó trực trực á. Trực trực ngon ha. Đây là bạn. Ngập vô. Đây có tỏi, tỏi ngâm. Ngon cái chung rồi. Ngon. Giòn luôn. Đem miếng cơm vô. Nào bạn. Ngập vô nè. Được không? Để cắt ra đây. Ơi, quá tải cái đồ nó bự. Dài quá. Cắt nhỏ nhỏ ra ta. Quá sao đã. Đây, mời các bạn nè. Cục này bự ngập mồm luôn. Nào. Alo. Em mở tivi nhỏ lại. Bảo bạn mới đủ rồi. Cảm chào ngon quá. Giòn. Ăn thử cái nhỏ nè.
béo ngon quá ha. Nó mềm. Con thịt nè. Luôn 1 tiếng rưỡi ủng hộ các bạn. Khá là lâu. Vậy mà nó còn ứ máu nè. Chín rồi nè. Nó còn ấy. Đổ tiếp. Nhiều phút rồi. 10. Chuối miệng đi, chuối ăn thì phải dính miệng rồi bạn. Hôm nay cho con xử cái cục này mà xử không nổi, không bao giờ nổi, nó ngậy quá. Nhiều quá. Gần 3 kg mà. Gần 3 kg luôn. Cải tơ mà vitamin gâu gâu không phải mấy ngọt ngay luôn. Clip của hai ba con mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị với bạn vào clip sau. Bye bye. Bye.